Em xin giới thiệu, đây là dàn mini, model là Kenwood SL3MD. Dàn này full chức năng gồm có CD, MD và ngõ out ít kết nối điện thoại, TV, máy tính. Công suất âm ly rất là cao nha, hầu như cao nhất trong phân khúc mini luôn rồi. Công suất lên tới 85W và đặc biệt trên dàn này chỉnh rất là nhiều chức năng. Đầu tiên là phải nói là chức năng chỉnh tăng bass từ 0 cho tới 10. Chỉnh chế độ lọc âm equalizer lên tới 20 chế độ lọc. Và ngoài ra còn chỉnh được 3D equalizer và chế độ mix. Tùy gu sở thích mà mình có thể chỉnh bass, equalizer hay chế độ 3D để cho chất lượng âm thanh hay hơn, đúng gu của mình hơn nha. Ở đây nè, mình bật cái nắp ra thì đây là ngõ out ít kết nối điện thoại, TV, máy tính. Nhiều khi mình mua vàng gì mình không thấy cái ngõ này đâu để mình chuyển nha. Thì em hướng dẫn luôn cho mình bật nắp ra và phía dưới này. Kích thước của bộ vàng này như sau: chiều cao của loa là 25 cm, chiều ngang cả bộ vàng là 48 cm và sử dụng tốt cho phòng 25 đến 30 mét vuông. Đây là hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu các anh có nhu cầu mua đổi nguồn kèm vàng thì liên hệ em sẽ ship chung cho mình. Ngoài ra em còn bán khiển học chỉnh được full chức năng trên vàng, tức là cái remote nha. Có bán đĩa CD, MD nhận chép nhạc theo yêu cầu, gửi danh sách bài hát hoặc tên ca sĩ vào Zalo, em sẽ chép theo đúng ý thích của mình vào đĩa CD cũng như MD. Và em còn nhận gắn Bluetooth vào trong âm ly. Bluetooth gắn trong nó sẽ nghe hay và chất lượng hơn so với Bluetooth gắn ngoài. Trong diện tích phòng 50m2, Bluetooth bắt sóng tốt và mình chỉ cần bật những thiết bị nào có sóng Bluetooth như điện thoại, laptop hay máy tính là mình có thể phát được những bài hát yêu thích mà không cần cắm dây hay là kết nối rườm rà. Ở đầu tiên mình sẽ nghe nhạc qua chức năng CD nha. Rồi sau đó em sẽ test những chức năng còn lại cho mình tham khảo. Mua hàng cứ liên hệ 0931008099 để em tư vấn, hoặc vào Zalo vẫn là số 0931008099. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo cho mình tham khảo. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Giao hàng tận nhà. Ship có thì cọc trước giúp em 300.000. Sau khi nhận được hàng thì vui lòng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Bên em bán hàng không bao ship nha. Còn nếu mình không muốn chuyển cọc thì vui lòng chuyển đủ 100% giúp em. Em sẽ tặng mình đĩa MD chép nhạc theo yêu cầu hoặc là dây kết nối điện thoại. Tình yêu lắng sâu đã đi vào cõi nhớ. Thua ấy chúng mình hay ngắm nhìn trăng. Lấy đĩa ra luôn. Mình cùng nghe nhạc qua chức năng MD. Do chỉnh được bass, chỉnh được nhiều chức năng lọc âm nên chất lượng âm thanh rất hay, mà trong khi đó âm ly đạt công suất cách tường lên tới 85W luôn.
em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang nha. Em xếp hàng tặng nhà cho mình. Đi lặng lẽ trong những đêm gió mưa u buồn mà nghe cô đơn. Đừng trách tình duyên tôi, đời mây người chẳng ưa nhìn tơ liễu dù ưa tìm trong giấc ngủ. Mình cùng nghe nhạc qua chức năng cuối cùng là ngõ ao ít cái nắp điện thoại. Thì giống như hồi nãy em nói á, mình bật cái nắp này ra mình nhắn ao ít hoặc là chỉnh trên khiển đều được nha. Các nào có nhu cầu mua khiển thì liên hệ em. Bây giờ mình cùng nghe nhạc qua chức năng ao ít cái nắp điện thoại. Ai mang tình này đến lễ trên khoe âm đi. Ngõ ao ít kết nối điện thoại, TV, máy tính. Amly có hỗ trợ ngõ sub ao để kết nối sub điện rời các dãy âm trầm. FM tần số là 90, các anten và nghe radio. Công suất Amly lên tới 85W. Công suất loa 60W trên cặp loa. Bây giờ em xin kết thúc Lolita Test nha. Các nào mua hàng có liên hệ số điện thoại và địa chỉ trên bài đăng giúp em.